Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố. Sau gần 3 tháng kiểm điểm tiến độ của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh, nhìn chung, một số dự án trên tổng số 12 dự án trọng điểm tỉnh, tiến độ triển khai khá chậm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các cột điện, doanh nghiệp xây dựng, khu tái định cư, với các dự án giao thông lớn như đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan, một số cụm công nghiệp. Ngoài nguyên nhân khách quan do cơ chế chính sách có sự thay đổi, ảnh hưởng của thời tiết thì chủ yếu do lãnh đạo một số địa phương chưa sát sao tập trung triển khai các dự án này. Việc chậm triển khai giải phóng mặt bằng đối với các dự án giao thông trọng điểm rất có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân đầu tư công của tỉnh. Hoặc đối với các cụm công nghiệp, nếu các thủ tục tiến độ chậm sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng thu hút nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên trong những năm tiếp theo. Các đại biểu đã nêu một số giải pháp để từng bước khắc phục những khó khăn, đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các phần việc tiếp theo, làm sao không để chậm trễ như hiện nay. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nghiêm khắc nhắc nhở lãnh đạo một số địa phương sở ngành chức năng trong việc chậm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, đồng thời yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ các dự án này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành đoàn thể và địa phương cần phát động phong trào thi đua 360 ngày đêm từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20 cuối năm 2025 để nâng cao quyết tâm, nỗ lực lớn, tập trung triển khai các dự án này, cũng là đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Các sở ngành cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương có các dự án trọng điểm, bàn giải pháp linh hoạt để sớm tháo gỡ những khó khăn do khách quan mang lại, chỉ bàn làm chứ không đổ cho cơ chế hoặc các nguyên nhân khách quan dẫn đến việc chậm triển khai các dự án này. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể là chúng ta cùng vào cuộc vì cái sự phát triển chung của tỉnh, cố gắng nỗ lực thi đua để mà hoàn thành cái mục tiêu này. Đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí phải chỉ đạo rà soát lại để hoàn thành càng sớm càng tốt các cái văn bản hướng dẫn các cái luật về nhà ở, luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, ba cái luật mới. Trước 31 tháng 10 năm nay là cái quy định về bảng giá đất, chúng ta giờ không còn cái hệ số K nữa, cho nên là chậm ngày nào là sẽ bị ảnh hưởng đến cái việc mà phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ, nhất là cái phương án liên quan đến đất ở và các loại đất khác ấy. Cần phải nghiên cứu để ban hành các cái cơ chế chính sách khuyến khích người dân có đất bị thu hồi theo quy định của luật đất đai để hỗ trợ cho cái công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay thì chính phủ đã phân cấp cho địa phương rất là nhiều theo các cái quy định của luật đất đai. Thế cho nên là luật đất đai rồi luật quy hoạch thì đề nghị Ủy ban dân tỉnh cũng cần phải rà soát để ban hành các văn bản. Người ta phân cấp phân quyền cho mình, thế nhưng mà để làm được cái việc đấy, thực hiện cái quyền đấy của mình ý, thì vẫn phải ban hành các quy định của tỉnh để thực hiện cái việc mà chính phủ đã ủy quyền, đặc biệt là trong việc quy định những các cái trách nhiệm quyền hạn của các cấp chính quyền, các sở ngành, các địa phương cũng như là các cái cơ chế phối hợp giữa cấp trên và cấp dưới và giữa các cái cơ quan đơn vị với nhau trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ được chính phủ ủy quyền. Đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư. Cùng với cái việc ấy là thôi bây giờ các đồng chí kiểm đếm định giá tài sản đến giờ phút này là phải xong, nhưng đừng có ai nói là chưa xong nhé. Tôi nói các đồng chí không có trách nhiệm luôn, là kiểm điểm trách nhiệm đấy nhé. Là một năm rồi cơ mà cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ phải thực hiện. Rồi xong đấy là khẩn trương là xây dựng cái phương án công khai, phê duyệt cái phương án tái định cư cho bà con. Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bàn giao mặt bằng, di rời mồ mả cho dự án. Các sở ngành chức năng cần nghiên cứu cơ chế chính sách và phối hợp với các đơn vị thi công, ban hành cơ chế tạo thuận lợi cho người dân diện giải phóng mặt bằng.
đối với các dự án giao thông trọng điểm cần tiến hành kiểm đếm bắt buộc. Sở Xây dựng và Tài chính ngay trong tuần sau cần tổ chức rà soát nhà xưởng, máy móc của các doanh nghiệp nằm trong vùng dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội để sớm di rời các doanh nghiệp này ra vùng khác, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.